xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là bên đây thì hôm nay là chúng ta là một cái phiên đầu tuần mà có một cái sự rung lắc rất là mạnh và em thấy là gần như là thị trường ta uh, gọi là giao dịch xanh điểm trong toàn phiên nhưng mà có một cái phiên uh, cái, cái phiên atc là chúng ta thấy là thị trường ta rơi vào cái trạng thái đỏ và mình nghĩ là gần như nó đi ngang OK, thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ review lại thị trường và cũng như là chúng ta sẽ đi vào một số nhóm ngành cụ thể để cho các bạn anh chị còn có những cái quyết định của mình đó. Rồi đầu tiên thì bạn anh chị mà nghe rõ âm thanh hình ảnh để cho mình một cái like một cái share cũng như thả mình một cái tim với cái phần bình luận nha các anh chị bạn. Mình đi nhanh vào thị trường, thì chúng ta review một tí, thì hôm nay thấy là thị trường chúng ta có giảm một tí thôi, nó chỉ có giảm 0,58 điểm tương đương với 0,05% và cái thanh khoản đạt ở cái mốc là 12.657 tỷ và có 181 mã tăng với 4 mã tăng trần và 311 mã giảm với 17 mã giảm xa và có 78 mã đứng giá còn với lại V50 thì bạn có chị thấy là giảm điểm nhiều hơn một tí thôi nó giảm 2,36 điểm tương đương với 0,2 phần trăm và 12 mã tăng 18 mã giảm và không mã đứng giá rồi và một cái là chúng ta chú ý là cái thanh khoản của thị trường ngày hôm nay mình thấy là sụt giảm rất là nhiều so với là cái phiên tuần trước, đúng không? thì các bạn quan chị thấy là trong phiên thứ sáu liền trước thì ở đây thì gần như là thanh khoản của chúng ta giảm một nửa, Gần giảm một nửa luôn nha các anh chị bạn. rồi à, ngày hôm nay, à, hôm nay thì mình thấy là tự doanh, à, hôm nay mình thấy là tự doanh cũng mua khi thị trường giảm thì mình thấy là tự doanh cũng mua ròng đó thì như vậy nên mua vào các cổ phiếu như vít nè hoặc phát là fpt nè vgc và stb hôm nay nước ngoài cũng mua ròng. hôm nay thì bạn thấy là nước ngoài cũng mua ròng ha đó là chúng ta thấy là mua về công thương stb mdlg rồi các biến động thì các bạn có thấy là những cái tác động tới uh, index mình thì có là các cổ phiếu như ngân hàng vietcombank bid mdlg gas vinhome masan và fpt và ocb còn các cổ phiếu mà nó trong chiều hướng tiêu cực một tí thì có VBank, ACB, SI, Techcombank, SAB, EB, VGC và Bảo Việt. Đó, đó là những cái góc nhìn về thị trường cho các bạn và anh chị trong những cái giai đoạn gần đây. Rồi, hôm nay thì các bạn và anh chị thấy là cái thanh khoản của thị trường vẫn tập trung vào ở cái nhóm ngân hàng và nhóm bất động sản và cái nhóm chứng khoán. Thì các bạn và anh chị thấy là ngân hàng vẫn hút được hết tất cả dòng tiền trong thị trường ha. và một số cổ phiếu về bất động sản thì có sự phân hóa và cũng giảm nhẹ và thanh khoản thì cũng bị giảm đi đó chứng khoán thì hôm nay em ta là có một cái động thái giảm mạnh đúng không bảo việc nhóm bảo hiểm nó cũng có một cái giảm ở ngày hôm nay đó giảm ngày hôm nay ha rồi tích cực thì thấy là có cái nhóm ngành về bán lẻ thì bán lẻ ngày hôm nay mình thấy là cũng giảm điểm nhưng mà có về chuyên g thì tăng giá thôi Mình nghĩ là các cổ phiếu còn lại thì nó cũng giảm điểm một tí rồi à, đó là những cái góc nhìn về thị trường à, và và chúng ta cũng sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành nó có về cái thanh khoản cao. Đó, như là nhóm chứng khoán này, nhóm uh, xây dựng này, nhóm bất động sản, nhóm dầu khí, nhóm thép và những cái nhóm như ngân hàng. Rồi mình sẽ đi vào để review cho các bạn anh chị ha. Rồi chúng ta cũng sẽ có một cái góc nhìn về uh, thị trường chung. Thì về cơ bản thì thị trường chung hôm nay thì mình vẫn là thấy được là À, hưng phấn của thị trường nó vẫn còn ở một cái mức cao mình kỳ vọng là nó có thể giảm một tí ở một cái mức về mức cân bằng thôi đó và hiện tại làm sao để mất được cái vùng này thì chúng ta hãy là về ở đây thì mình nghĩ là cái cơ bản á, là thị trường của chúng ta trong cái tuần trước thì nó có năm phiên giao dịch gần như nó đi lanh quanh thôi các bạn thấy là một là hai là ba là bốn là năm đúng không thì năm phiên giao dịch gần như đi lanh quanh ở cái vùng này thì chúng ta hãy là tạo ra một cái vùng tích lũy đó và cũng như là một cái nến tuần là một cái nến doji một cái nến doji ở trong cái nến tuần thì cho nên là về khả năng mình nghĩ là nó sẽ tích lũy lại đâu đó quanh ở khu vực này à, từ cái vùng mình không biết là cái hỗ trợ ở một một hai x này nó có về hay không hay là nó về ở một một ba bảy hay không thôi đó à, từ ở những cái vùng này mình nghĩ là nó chỉ cần tích lũy lại trong cái biên độ dao động trong cái vùng này để làm cho cái 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 độ hưng phấn đúng không cái độ hưng phấn cái độ hưng phấn của thị trường sẽ giảm đi, à, độ hưng phấn của thị trường giảm đi một tí. Rồi chúng ta nhìn qua mặt mặt ngắn hạn một tí, thì như mình có chia sẻ với mọi người thì khả năng là thị trường của mình đó, nó sẽ vẫn là trong một cái biên độ, các bạn và anh chị cũng sẽ thấy được ở đây là một cái cái vùng tích lũy à, đỉnh đấy đúng không? thì có nghĩa là chúng ta hãy nó chạy trong cái biên này, cái biên 1146 cho tới vùng một một thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ tích lũy thôi. À, về khả năng thì à, chúng ta hãy là trong trong các phiên tới như trong phiên ngày hôm nay thì mình cũng thấy được là nó vẫn là tích lũy. bạn thấy là một hai ba bốn năm. hôm nay buổi sáng các bạn thấy là một cái nến tăng rất là mạnh, bật tăng ngay đầu phiên luôn. mở cửa ra tăng đầu phiên thì À, sau đó nó cũng chỉnh lại một tí đó thì gần như các bạn thấy là nó cũng đi ngang à, đi ngang so với lại à, những cái phiên liền trước đó thôi gần như ta nhìn cái nến này bạn chỉ thấy là nó cũng vẫn tích lũy thôi về khả năng thì mình để mà ở đây á mà mình nghĩ là nó chỉnh thì chúng ta phải cần xem xét tiếp thôi mình nghĩ là cần xem xét xem xét tiếp và đâu đó khoảng hai bốn năm sáu hai bốn sáu hai bốn sáu À, tầm à, khoảng à, một ngày hai ngày nữa thì mình nghĩ là nó phải tích lũy đâu đó một ngày hai ngày nữa, không thì lúc đó nó sẽ có những cái biến động khác. À, thì với đoạn này thì mình cũng không có kỳ vọng là à, không có kỳ vọng là thị trường sẽ tăng, đúng không? À, mình nghĩ không kỳ vọng là thị trường sẽ tăng và mình cũng chưa thấy được là thị trường sẽ giảm ngay các anh chị bạn, tại vì với bạn các anh chị thấy là thị trường ta nó có một cái hỗ trợ à, ở cái vùng dao à, động ở cái vùng 112x này, này. đó và cái hỗ trợ các bạn, các bạn thấy rõ nhất đó là 1125 ở 1125 là cái vùng mà chúng ta cũng thấy đúng không các anh chị bạn mình nghĩ là thấy được đó, nhưng mà để thị trường nó giảm mình nghĩ là chưa đúng không với động thái này mình nghĩ là thị trường nó vẫn có chưa có thể giảm ngay đó chưa có thể giảm ngay trừ khi nào nó chưa phá vỡ khỏi cái qua khỏi cái vùng đáy này và cũng như là ngày mai bạn thấy là nó không chỉnh không không chui vào cái may này mà nó bám may này đi lên thì sao đó thì cho nên là với động thái này mình nghĩ là thị trường vẫn chưa có vấn đề gì cả mình nghĩ là thị trường nó vẫn à, gọi là trong một cái trạng thái mà các bạn thấy là đây thì nó sẽ gọi là sau một cái đoạn tăng á, nó sẽ đi ngang mình nghĩ là nó sẽ đi ngang là chính với động lực này mình nghĩ là thị trường đi ngang đó, thứ nhất là chúng ta giải quyết một cái vấn đề là gì à, thị trường sẽ đi ngang tại sao các chị mà à, đi ngang để tạo ra một cái sự chán nản đó cái sự hưng phấn này sẽ đi xuống đó và nó cũng làm cho cái động lực à, tích lũy mạnh hơn của thị trường và sau đó mình nghĩ là nó sẽ tăng tiếp tục đi lên thì các bạn có chị tính giúp mình đi thì bây giờ là thị trường của chúng ta à, thị trường của chúng ta ha mình nghĩ là thị trường mình mở mình tắt đi bớt đi những cái vùng này các bạn thấy thị trường của mình á là bây giờ là nó còn khoảng à, tuần này đúng không tuần này là đáo hạn phái sinh nè à, và tầm hơn hai tuần một tí nữa còn hơn hai tuần một tí nữa thì các bạn có chị thấy là thị trường ta đi vào tết đúng không? À, tết thì ở đây mình nghĩ là nếu mà như đi ngang ở cái vùng này á là chúng ta thấy là nó cũng sẽ tích lũy vào đâu đó hai bốn sáu bảy tầm bảy phiên bảy phiên giao dịch nữa thì ta thấy là tuần này thì nó bốn phiên rồi bốn phiên nữa là hết tuần này thì như vậy nếu như còn một tuần hai tuần tới hết tuần này hai tuần nữa thì nó sẽ tới đúng không? thì như vậy chúng ta tính tổng cộng là khoảng hơn 15 phiên đó, à, thì nó tích lũy tầm, tầm 7 phiên thì các bạn thấy là nếu như tích lũy tốt tích cực thì những cái đường về như chỉ số với chỉ ở đây nó sẽ hạ à, và đặc biệt khi nó hạ rồi nó cũng sẽ tạo ra cái vùng tích lũy thì cái cơ hội đó nó vẫn đi lên thì như vậy thì chúng ta cũng còn một khoảng thời gian để cho thị trường tiếp tục là đi lên ở vị cái vị trí 1200 đến 1250 đúng không như vậy đó thì à, chúng ta sẽ thấy được điều đó đối với thị trường rồi mình nghĩ là thị trường mình nghĩ là tại sao mà mình nói là giai đoạn này nó cũng không có chỉnh mạnh và có nếu như có chỉnh một tí mình nghĩ tại vì nếu như chỉnh một tí các bạn thì nó cũng bình thường đúng không? tại vì nó chỉnh một tí thì bạn thấy là nó cũng rơi vào những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng tích lũy trong cái biên say quay này. các bạn thấy là thị trường nó cũng phải cần thiết như vậy mình nghĩ là cần thiết chứ không phải là nó cứ tăng hoài chỉnh hoài được. rồi như vậy thì ở đây đó, các bạn có chị thấy là một cái nhóm như ngân hàng đó, mình thấy là ngân hàng là một cái dòng đó, nó vẫn tiếp tục là trong một cái xu hướng tăng mình nghĩ là xu hướng tăng và mình đánh giá là nó tăng yếu thôi đó thì cho nên là với những cái động thái như thế này ngân hàng nó sẽ vẫn chưa có những cái dấu hiệu gọi là điều chỉnh và đặc biệt các bạn thấy là dòng tiền nó vẫn hút vào ở cái nhóm ngân hàng rất là nhiều thì cho nên là mình nghĩ là cái nhóm ngân hàng nó sẽ vẫn tích lũy và tiếp tục là giữ giữ cái nhịp cho thị trường đó và cái cơ hội của nhóm ngân hàng thì mình nghĩ là nó cũng không biết là nó có về lại đến đến những cái vùng đỉnh cũ này hay không đó thì có thể là mình nghĩ là nó có thể là tiến về những cái vùng đỉnh ở trên này không mình nghĩ là nó tiến về những cái vùng đỉnh ở, ở cái khúc trên này nữa một tí nữa đó thì cho nên là mình đối với ngân hàng thì mình nghĩ là với khả năng này thì cũng khó à, nói chung là nó cũng khó với những cái điểm mua thôi à, nhưng mà mình thấy được một cái cổ phiếu mà nó có những cái vị trí mua nếu như có điều chỉnh đó thì ví dụ như một cổ phiếu mà các bạn các anh chị thấy được là như stb đó mình nghĩ là stb nếu như chỉnh về lại những cái vùng hỗ trợ đó mình ghi lại nha mình ghi lại mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần ghi lại 20 mươi à, ở đây là một cái vùng mà hai mươi ở khu vực này các chị bạn à, là vùng 28 ha 28 28.8 đi 28.8 ha một con số đẹp đẹp một tí và ở trên một tí đó là vùng 29.3 à, cộng trừ à, 5 cộng trừ 0.5 à, 29.3 đó mình nghĩ là nó sẽ là một trong những cái điểm mua cũng được ha cũng điểm mua được cho về à. rồi à, đó là stb ha à. À, mình nghĩ là STB cũng là một cổ phiếu mình nghĩ là cần chú ý và mình cũng follow theo cái cổ phiếu STB này cũng khá là nhiều hả? gọi là trong cái suốt cái thời gian vừa qua hả? với các anh chị và bạn trong với lại STB thì mình nghĩ là đây là một cái vùng mà mình mua rồi mình đến đây những cái vùng trên đây hả? mình chốt từ từ cái vùng này và vùng này cho các anh chị và bạn đúng không? Rồi, ok thì như vậy thì chúng ta vẫn còn tiền để chờ để mua lại đúng không? Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ review vào một cái nhóm về chứng khoán thì mình cũng chia sẻ và đánh giá với mọi người thì cái khả năng á, dòng chứng khoán thì nó hưng phấn và trong đoạn đoạn này á, thì về dòng chứng khoán nó sẽ không tăng nhiều, nó sẽ không tăng nhiều được anh chị bạn. Thì cho nên là mình nghĩ là cái dòng chứng khoán nó sẽ có một cái nhịp chỉnh. Thì như chỉ mình nói nếu như nó chỉnh về lại những cái vùng biên ở dưới đây các bạn thấy không? đó nó rơi vào tầm ở khúc mà 31.3 4.3 và thậm chí nó rơi vào khu, ở khu vực 32 thì cái vùng này á, mình đang thích chiết khấu thêm một tí nữa thì những cái vùng này các bạn các anh chị cũng có thể xem được đó, nó tầm ở vùng 31.3 cho tới 30 à, 32 ha. Đó, thì à, cái vùng này các bạn các anh chị sẽ xem xét cho cái vị trí mua đối với cổ phiếu ai đó cũng là một cái dòng chứng khoán như các bạn thấy là mình nói về toàn ngành đi đó thì cái khả năng nó chỉnh thêm một tí nó chỉnh về như cái vùng cân bằng mình chia sẻ với mọi người đó thì nó về lại những cái vùng cân bằng này thì chúng ta cũng có thể xem xét được cho với cái dòng à, chứng khoán được không thì dòng chứng khoán mình cũng thấy rất là nhiều như VND à, VND mình không biết nó có chỉnh tiếp tục hay không nhưng mà nó chỉnh thì chúng ta thấy là những cái vùng hỗ trợ của VND nó còn à, nằm mút ở dưới đây và cũng như là hiện tại nó đang có một cái dấu hiệu tích lũy nè bạn thấy không đó, gần như là nó tích lũy và những cái vùng hỗ trợ ở đây cũng thấy là vẫn là còn à, đối với VND không? và những cái cổ phiếu như VX VX thì mình nghĩ là nó cũng các bạn anh chị cũng rất quan tâm mà cũng như là trong giai đoạn trước đó, mình chia sẻ với mọi người nếu như trong cái kịch bản mà nó bán như này thì mình nghĩ là vẫn là mua được không có vấn đề gì cả thì các bạn thấy là sau đó nó vẫn là hồi lên đúng không đó thì đây là cái vùng dạng tích lũy thì cho nó hồi lên và sau đó thì còn với bây giờ nha mình nghĩ là với bây giờ thì cái diễn biến của nó sẽ rất là khác so với à, những cái lúc nằm ở đây à lúc này nằm ở mây ha à, bây giờ nó chui vô mây thì nó khác rất nhiều So với dạng trước một tí ha các chị bạn nha Rồi à, Mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu Mà các bạn của anh chị cũng sẽ thấy được Đối với những cái nhóm về chứng khoán đúng không? Chứng khoán thì mình đánh giá là nó sẽ rất là khó Cho các bạn của anh chị trong giai đoạn này Mình nghĩ là nếu như các bạn đầu tư thì mua gom Thì cũng ok thôi Chứ còn mình đánh giá Mình vẫn đánh giá trung lập với dòng chứng khoán Tại vì mình thấy là Về cái dòng chứng khoán thì nó cũng đã chạy hết Một cái đoạn khá là xa Đó, Thì các bạn nhìn nè mình nói lại thì nó cũng chạy ở một đoạn rất là xa, thì cho nên là với cái giai đoạn điều chỉnh xong nó hồi nó hồi nó sẽ rơi vào cái trạng thái tích lũy đó, thì đó là những cái góc nhìn về tổng quan và toàn cảnh của cái dòng chứng khoán đối với các anh chị và bạn, cho nên là à, trong vừa rồi mình cũng chia sẻ cho các bạn anh chị là những cái nhóm mà như là bất động sản hoặc là nhóm ngân hàng, thì như các bạn thấy là nhóm ngân hàng nó đã chạy rồi, thì đầu tiên bạn thấy là nhóm ngân hàng nó cũng tích cực hơn so với những cái dòng chi chứng khoán, à, dòng uh, ngân, uh, bất động sản bạn thấy là dòng ngân hàng, thì sao mình nói ở vùng này đúng không? đó những cái vùng mà nó tấn công ở những cái kháng cự ở đây thì nó sẽ đi lên. Còn với cái dòng mà bất động sản á thì chúng ta view tí thì mình nghĩ là đây là một cái vùng đang tạo đáy. Đó đang vùng tạo đáy. Hôm nay các bạn thấy là dù thị trường có chỉnh nữa thì dòng bất động sản nó cũng không có 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 chỉnh nữa đúng không? Mình nghĩ là nó cũng không chỉnh nữa và nó đang rơi vào trạng thái tích lũy rồi đó thì mình nghĩ là những cái cổ phiếu như cụ thể như mình nói là về các cổ phiếu như Vinhome thì hôm nay các bạn thấy là nó cũng nhỉnh hơn một tí so với ngày hôm qua đó thì mình nghĩ là nó đang ví dụ như nó yếu thì nó đã chịch nữa rồi ở đây mình thấy là về đây nó vẫn hồi lên thì cho nên là những cái cổ phiếu này các bạn có thể là xem xét được. được không và kể cả những cái cổ phiếu như đất xanh thì đất xanh như mình thấy được là đây là những cái vùng mà cũng sẽ là một cái trong những cái vùng tương đối hỗ trợ được cho Uh, cổ phiếu đất xanh, uh, thì mình nghĩ đất xanh nó đang có một cái vùng hỗ trợ ha, uh, những cái vùng hỗ trợ của đất xanh thì mình nghĩ là nó rơi vào ở cái vùng 18 cộng trừ, đó thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái biên dao động uh, cộng trừ 2, uh, thì nó có thể là rơi về 17.8, 17.8 cho tới vùng 18.2, thì cái đó là cái biên độ cộng trừ đối với lại cổ phiếu uh, đất xanh, thì lúc đó mình nghĩ là các bạn các anh chị cũng có thể xem xét cho cái việc gom, uh, và những cái cổ phiếu đất uh, bất động sản khác, giống như mình nói là khi nào mà nó có xuất hiện dưới cái vùng 26 này các bạn sẽ mở mua đúng không? mình nghĩ là tầm khoảng ngày mai ngày mốt là chúng ta nếu như có là các bạn sẽ mở ra những cái vị trí mua tại vì một hai ngày nữa các bạn thấy là nó cũng sẽ tới được cái vùng may đây, không? mình nó vẫn còn khá là to. thì cho nên là những cái vùng ở đây nó gơm, mình nghĩ mình nói rất kỹ trong những cái video trước rồi. các bạn anh chị nào mới xem thì có thể là lục lại những cái video trước của mình để xem hoặc là các bạn anh chị nào mới thì cũng có thể đăng ký kênh để ủng hộ Bình và cũng như là có thể là Bình xuất bản ra những cái video để cho các bạn và anh chị cũng có thể xem và cũng như thông báo được ngay cho các bạn và anh chị nha đó đó là những cái góc nhìn về những cái dòng bất động sản thì mình nghĩ là bất động sản cũng là một trong những cái dòng mà chúng ta hay là cũng tương đối tích cực được đúng không để cho các bạn và anh chị xem xét cho uh, một khu vực tham gia đó, giống như là các bạn và anh chị thấy là như Nam Long thì mình không biết nó có chỉnh nữa hay không đó, nhưng uh, nếu như giả sử về được cái khu vực à, uh, lanh quanh 35 mươi thì nó cũng sẽ là một trong những cái vùng hấp dẫn để cho chúng ta mua đó mình nghĩ ở đây là những cái vùng hỗ trợ à, để cho các bạn anh chị tham gia được đối với lại cái cổ phiếu nam long rồi à, mình nghĩ là bất động sản thì rất là nhiều ha? mình nghĩ là bất động sản rất là nhiều chứ không phải riêng vì những cái cổ phiếu như nam long đó, hoặc đích à, hoặc là sale đúng không à, xem sale đó các bạn tham sale thì mình nghĩ là nó đang cũng có một cái à, tiêu cực một tí đúng không nhưng mà nhìn chung thì các bạn anh chị thấy là nó cũng đang trong một cái biên gọi là tích lũy thôi. Mình nghĩ là nó cũng tích lũy trong một cái vùng dài của sale đó, cho nên là, là về trong những cái vùng này các bạn thấy là nó cũng không chạy được trong như mình chia sẻ với mọi người thì những cái vùng này là vùng tích lũy đúng không? Đó, thì các bạn thấy là những cái vùng kháng cự này nó gãy đi nhưng mà nó vẫn chưa tăng được thì mình nghĩ là nó vẫn đang cần có một cái trạng thái tích lũy và mình nghĩ là à, những cái diễn biến này chúng ta sẽ chờ thêm những cái động thái nó có tăng giá trong cái thời gian tới hay không đó không thôi ok thì như vậy mình nghĩ đánh giá đó nè à, về những cái cổ phiếu bất động sản này nó vẫn chưa có một trong những cái gọi gì gọi là tiêu cực đúng không Nó chỉ là tích lũy trong một cái về mặt à, dài hạn à, mặt dài hạn dN này mình nghĩ là cũng rất là nhiều mình cũng không có thể là tìm gọi là chia sẻ hết được đúng không à, những cái cổ phiếu mà dà dạng như thế này thì à, mình thấy thêm à, những cái cổ phiếu mà về một số cổ phiếu riêng lẻ trong ngày hôm nay thì mình thấy là thêm những cái cổ phiếu bất động sản của công nghiệp như là SSC thì như mình chia sẻ mọi người trên live stream vậy thì mình thấy là cái vùng cân bằng nó ở vùng 31 này thì mình không biết nó về hay không nhưng mà đối với mình thì chúng ta cũng kiên nhẫn chờ coi nó có về ở dưới cái vùng này hay không ha tại vì ở đây nó còn rất là xa tầm khoảng gần 10 phần trăm thì mình nghĩ là một phiên nó cũng không thể về được mình nghĩ là nó cũng phải rất mất rất là nhiều phiên để nó đi từ 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 về đó đó, thì cho nên là chúng ta cứ kiên nhẫn chờ với những cái cổ phiếu này mình nghĩ là chúng ta có thể là xem vào những cái watchlist để chúng ta theo dõi về những cái, cái cổ phiếu như là NGC. à mình nghĩ là giai đoạn này các cổ phiếu bất động sản thì nó tích lũy cũng khá là nhiều các bạn mình tích lũy rất là nhiều À, rất là nhiều cổ phiếu bất động sản nó tích lũy và cũng thấy là cũng có về những một số dòng à, về xây dựng đúng không? À, trước khi đi view, view về xây dựng thì chúng ta cũng view về à, những cái nhóm về à, hòa phát giống à, như, như là thép thì mình nghĩ là thép chúng ta coi xem nó có chỉnh nữa hay không đúng không về động thái này mình nghĩ là với tích cực thì tắt đi bớt đi những cái này ha rồi cái này nó chạy từ cái đây lên đây rồi thì, cho nên là mình nghĩ là đây là những cái vùng tích lũy của dòng thép rồi thì cho nên là với dòng thép mình nghĩ là thị trường bây giờ có chỉnh thì có đạp mạnh đó, thì chúng ta mới xem xét cho dòng thép đúng không dòng thép cũng sẽ là một trong những cái dòng mình nghĩ là cũng rất tích cực nếu như nó có những cái những cái nhịp điều chỉnh một tí à, các chị bạn à, thì chúng ta cũng sẽ chờ xem ha à, mình nghĩ là trước tiên đi qua những cái nhóm xây dựng thì mình nghĩ là nhóm xây dựng thì nó cũng đã chỉnh về những cái vùng hỗ trợ về mặt ngắn hạn rồi thì cho nên là về những cái vùng cổ phiếu thì mình thấy lực là những cái cổ phiếu như là VCG đó, thì mình cũng thấy nó nó rơi vào những cái vùng tích lũy như thế này rồi thì mình vẫn có view cho mọi người là trong một cái vùng này là có khả năng nó sẽ về đúng không và cũng như là đây là cái vùng tích lũy của VCG thì cho nên mình nghĩ là đây là những cái vùng cũng tương đối tích cực cho cổ phiếu VCG và những cái cổ phiếu như ngày hôm nay thì mình cũng view cho mọi người và review lại một số đó là về đạt phương thì đạt phương thì mình cũng chia sẻ cho mọi người mua nhưng mà ở đây nó cũng có một cái sự điều chỉnh một tí à, nhưng mà nhìn về tổng quan nha mình nói về tổng quan thì cái khả năng thì về dòng cổ phiếu xây dựng này chúng ta là về mặt ngắn hạn nếu như chúng ta mua ở trên khúc này nào như mình chia sẻ mọi người mua đó, đó, tầm ở 40 đúng không tầm tầm mình nói đơn giản đi quanh quanh 40 đi thì những cái vùng này các bạn thấy là nó cũng bị áp lực là tại vì cái biên trong ngắn hạn này á các bạn thấy là từ 40 mà nó khả năng mà nó về lại khu vực vùng này á thì nó cũng phải 7-8% đó thì những khu vực dài hạn các bạn thấy là như ngắn hạn mà chúng ta mua sai thì có khả năng là chúng ta phải có một cái à, rất dễ rơi vào cái trạng thái cắt lỗ đó cho nên là mình nghĩ là bây giờ mình cũng lên trong những cái video này để chia sẻ với mọi người là à, về đây nó cũng đang có một trong những cái vùng đang tích lũy để cho các bạn và anh chị đang gọi là nếu như giả sử đã mua trong những cái vùng này á, thì chúng ta an tâm mình nghĩ là an tâm một tí và chúng ta cần xem xét khi nào chúng ta bán thôi đó bán ngắn hạn để chúng ta canh lại đó. cũng như là nếu như bán thì chúng ta hạ các bạn anh chị có quyền hạ tỷ trọng để chúng ta mua lại ha đó. thì cho nên là chúng ta cần xem xét thôi còn với những cái vùng như thế này mình nghĩ là những cái cổ phiếu này nó đang à, tích lũy cũng chưa có cái vấn đề gì và đặc biệt ngày hôm nay mình thấy là một cổ phiếu nữa là BC1 đó BC1 nó đang có một cái dấu hiệu điều chỉnh đó, mình nghĩ là đang có một cái dấu hiệu điều chỉnh thì À, có khả năng là nó sẽ chỉnh về lại những cái vùng à, dưới ở những cái vùng phía dưới à, cho các bạn anh chị và mình thấy là đây à, nó có một cái vùng hỗ trợ đâu đó ở cái vùng 24 cho tới vùng 20 24 7 à, 24 24 7 đó, thì cho nên là mình thấy là cái khả năng là nó có chỉnh về lại những khu vực dao à, động trong một cái biên như thế này không đúng không thì mình thấy là cổ phiếu nó đang rơi à, nó đang rơi như thế này À, thì mình nghĩ biết là mọi người cũng sẽ rất là sợ bắt đáy, đúng không? cũng rất là sợ bắt những cái cổ phiếu đang rơi, à, thì không cũng không biết là nó sẽ như thế nào để à, mua, mua vào đó. thì cho nên mình nghĩ mình cũng muốn chia sẻ mọi người cái cách để cho các bạn, của anh chị mua thì trong những cái giai đoạn mà thị trường mà nó như thế này á, thì mình nghĩ là các bạn cứ phân bổ tiền để à, vào những cổ phiếu mà chúng ta muốn tham gia và đặc biệt nếu như các bạn, của anh chị hết với cái cái phần phân bổ đó rồi đó, thì mình nghĩ là chúng ta cứ cứ giữ tỷ trọng cho nó an toàn thôi còn cổ phiếu nào các bạn có tiền thì chúng ta mua còn không khó thì chúng ta cứ giữ đó không? chờ một cái điểm hấp dẫn hơn còn với giai đoạn này thị trường như thế này mình nghĩ là uh, các cổ phiếu đang mình chia sẻ cho mọi người để mọi người cân nhắc cho cái việc mua Đấy không còn vì như mình nói từ đầu tiên á mình nói đầu tiên với anh chị bạn là cái thị trường này á À, nó cũng đã tới lại tới là những cái vùng mà mình chia sẻ mọi người à, là cái vùng cân bằng các bạn thấy không thì bây giờ thì tới những cái vùng cân bằng là thị trường tới ở cái vùng 115x như mình nói anh chị bạn từ 137 đến 115 x là cái vùng rất là khó đúng không đó cái vùng cực khó là như mình nói là cái vùng chốt lời và các bạn đặc biệt là phải giữ tỷ trọng cho nó an toàn đó các bạn thấy là với hiện tại thì các bạn thấy rõ ràng là thị trường dù, dù có tăng điểm hoặc là giảm điểm thì cái nhóm ngân hàng nó hút tiền hết à, còn cái nhóm còn lại các bạn thấy là không tăng nếu như chúng ta không có ngân hàng thì các bạn thấy không à, gần như chúng ta không có lãi trong cái đoạn đằng này à, thì cho nên là mình nghĩ là các bạn có chị thấy được như những cái cân nhắc của mình và chia sẻ cho mọi người mình nghĩ là đều có lý do đó, à, những cái điều cái lý do hết và cũng như là trên phân tích kỹ thuật thì nó cũng gần như tương đối đúng được 70% mình nghĩ là mình cũng không gọi là hoàn hảo đến nỗi mà nó đúng trăm trăm nhưng mà về những cái vùng này nó đã đúng như dự kiến của mình và cũng như là các bạn thấy là nó cũng gần như 70% những cái nhóm ngành mình chia sẻ cho mọi người là như uh, ngân hàng đúng không uh, bất động sản uh, và những cái nhóm mà chúng ta cũng không đánh giá cao như mình thấy là nhiều dòng chứng khoán các bạn thấy là bây giờ dòng chứng khoán nó cũng không có tăng lắm đúng không so với so với những mặt bằng chung với các anh chị mà rồi à, đó là những cái góc nhìn và đặc biệt thêm mình mình cũng nói thêm chia sẻ thêm cho mọi người về những cái cổ phiếu về dầu khí mình nghĩ là dầu khí thì mình cũng sẽ là một cái view để nắm giữ như thế nào đó trong thời gian tới ha mình nghĩ là các bạn anh chị nên xem xét trong cái cái vị trí ha nó cũng sắp tới những cái ngày mình cũng mong chờ à, thì chúng ta cần xem xét nha à, rồi những cái cổ phiếu như là p về như là là dòng dòng uh, bán lẻ DigiWorld và PET thì mình cũng đang xem xét theo dõi để chia sẻ cho mọi người và mình nghĩ là ở đây là những cái vùng mình view qua và bây giờ nó cũng chưa có về thì cho nên là ngày nào mình cũng nói như vậy thì nó cũng nhằm chán anh chị và bạn nhưng mà mình nhắc lại để chúng ta có thể là theo dõi à, và để mà các bạn anh chị nếu như muốn mua thì chúng ta cứ theo dõi và chờ đợi những cái vùng giá hấp dẫn mình nghĩ là các bạn anh chị nếu như biết được những cái vùng này chúng ta cứ đặt giá để chúng ta mua ha rồi mình uh, trên uh, phương tiện phương diện là ngày hôm nay uh, chúng ta thấy là cái thị trường của mình uh, gọi là nó vẫn gọi là đi ngang à, mình vẫn đánh giá là nó đi ngang và cái thanh khoản thì nó sụt giảm mà uh, đi rất là nhiều uh, thì uh, khi mà nó đi ngang thì chúng ta cũng có nghĩa là thị trường đang lưỡng lự uh, lưỡng lự uh, cũng chưa biết như thế nào cho nên là cái động thái mua bán của nhà đầu tư cũng rất là chững lại và làm cho cái thanh khoản sụt giảm đi rất là nhiều thì mình nghĩ là các bạn của anh chị cần cân nhắc không với thị trường và giai đoạn này mình nghĩ là với thị trường này nó tích lũy để đi lên đó nếu chúng ta đứng ngoài thì mình nghĩ là các bạn mình chỉ cũng bỏ lỡ đó, một cái gì đó để tiếc nuối đó và đặc biệt thì mình nghĩ là cũng rất là khó khi mà chúng ta là thị trường chúng ta đi vào cận tết à, cận những cái dạng tết như thế này thì mình nghĩ là cũng làm gây áp lực về tiền bạc và cũng như là những cái tâm lý của của cái nhà đầu tư đó thì vì thị trường không tăng thì làm gây áp lực cũng mất vui trong những cái, cái, cái dịp đầu năm mới này à, cho nên là mình nghĩ là để mà thoải mái tâm lý và tinh thần thì mình nghĩ là chúng ta phải có tiền đúng không? phải có tiền và cũng như là giữ cho cái 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 tài khoản mình nó cân bằng nhất thôi các bạn đúng không và những cái hành động đó mình cũng chia sẻ cho mọi người trong những cái tuần trước là mình cũng vẫn có một cái view vẫn cái view đó với các anh chị bạn với thị trường đó thì mình cũng chia sẻ cho mọi người à, về những cái view đó mình nghĩ là cái view này thì à, mình nghĩ là cũng trong tuần trước rồi thì mình vẫn để thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả mình nghĩ là về cái việc chốt lời và giữ cân bằng cái tài khoản là tốt nhất với giai đoạn này thì mình vẫn view cho mọi người những cái cổ phiếu cần chú ý đó là cái nhóm bán lẻ nhóm bất động sản nhóm dầu khí đó và hôm nay thì chúng ta hãy lật thêm một số cổ phiếu về khả năng mình nói là thì dòng chứng khoán hoặc là dòng thép nếu chỉnh đến thị trường chung nó chỉnh đó, thì chúng ta sẽ thấy được hấp dẫn cho hai cái dòng đó và cũng như là thấy thêm những cái dòng như là cổ phiếu về À, dòng uh, như là xây dựng có BC1 có điện ha, BC1 thì nó lai lai giữa điện và, và 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 xây dựng và những cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Đó, ví dụ như SSC PHR, đó, GVR thì uh, chúng ta sẽ xem xét cho các cổ phiếu này, hoặc là những cái cổ phiếu như KBC. Uh, thì chúng ta sẽ xem xét cho những cái việc mua của những cái cổ phiếu này ha các anh chị bạn ha và mình cũng sẽ đánh giá thêm cho các bạn. Và đặc biệt hơn các bạn các anh chị cũng có thể là Uhm, quan tâm thì có thể là đăng ký Kênh giúp mình để chúng ta cũng có thể gặp nhau vào lúc 10 giờ 20 phút sáng hàng ngày đó mình livestream để có những cái uh, hấp dẫn để cho các bạn của anh chị nha rồi uh, và chúc các bạn và anh chị một buổi tối thật là vui vẻ và thật là sự bình tĩnh trong mọi giao dịch của mình và cũng như là các bạn uh, À, có thể để lại cho mình một cái like một cái share cũng như thả mình một cái tim như cái phần bình luận mình cảm ơn các bạn anh chị rất là nhiều nha và chúc buổi tối thật là vui vẻ các bạn nha bye bye và hẹn gặp lại.